Tưởng có cái thùng này không, hú hồn chờ. Buổi chiều buổi sáng chú, buổi chiều quá, có chút xíu quá không? Mấy giờ? Bự. 2 tiếng không? Không tới đâu. Quá nhanh. Nó có một đống ở dưới kìa. Thấy rồi. Anh em nhà Lý mà, trực chiến trong này luôn. Quay phim luôn hả? Ừ. Hấp dẫn mà. Đù má. Bự luôn. Goofy. Goofy không phải không? Goofy không à. Biết gì tao mới đem mày cần câu xuống đây câu quá im luôn. Người ta câu dính mà, tụi bay xuống câu không có dính đâu. Sao không? Không có xác cá. Ý. Không có xác cá, mày sáng mày dính cả đống cá. Nó quá phơi. Này giật mỏi tay nè. Đứng này cầu á, xuống cầu. Trên đây cầu xuống. Thào cái mình. Nữa rồi. Gết. Má nhiều cái nó ăn thấy mất tất không? Về mua con câu đi. Nó lẹ vô câu. Ủa trời ơi, nghe chút rồi, cỡ cây của ông này đi nè. Cây chút thì đủ rồi. Ngoài đó bậy bậy ngoài đó. Ông đang cùng đóng nè. Ui, không bóng rồi, nó nhỏ nè. Con này con vô mánh. Cá cá đâu mà dễ tức đâu. Thả luôn. Cá đâu ba mới mạnh. Thấy rồi, quay không tới quá xa. Sáng giờ hay là chưa giờ? Chưa giờ phải không? Cái ấy nữa đó. Nó tới lý em lên này kìa. Lên ơi. Nó
đỡ hơn con nãy. Đỡ hơn con nãy. Thôi đi mấy cha ơi, về luôn đi, đừng có mai mốt thì xuống hết á. Chỗ người ta câu. Đi em không mắc tài bằng Lý Anh à. Ừ. Không để nó ăn gì ăn móng trời. Dạ. Dạ. Tươi mồi luôn rồi. Vô cũng được, mồi cũng nhả đi nha. Nhảy kìa, nhảy kìa. Đó. Qua lên. Anh ngậm vô là anh quất liền không? Ừ. Con này nè. Trời ơi. Ngậm vô là quất liền rồi. Ừ. Anh như ngậm lên lát quay anh đi kịch. Lên đường dính. Cũng ghê ghê như ai đừng có quất ha. Tì nhầm con. Mà trùng hả? Trùng. Ghĩa. Lên. Ừ. Lụm rồi đó. Đó. Rồi Lý em hết mát rồi. Đứt dây câu cái xuống luôn rồi. Đó. Cá thấy không? Đầu lúc nãy rồi giật cá liền phát. Chưa nhiều hết kêu nhiều. Nó chưa nhiều phải không? Ừ.
vừa thấy gần 2 giờ đó, ừ. Giờ đó cá lắm. Giờ cá lên chưa? Ăn thấy mất ghét luôn. Nãy giờ nó ăn dưới đó nhiều đó không? Thả trôi tới đó nó ăn. Mình kịp kịp lên gì đó. Mình kịp lên kiểm tra. Ừ, coi có phải không mà nó dướng đất. Mình kịp lên kiểm tra. Mình thấy hơi kỳ kỳ đó mình. Ừ. Giống giống lịch rồi kiểm tra. Nhưng mà nó là nặng nặng đó không? Trời ơi. Lên. Trời ơi. Thao cỡ đó luôn. Móc mồi lại mồi nó ấy không mồi bị vuột không. Bữa nước còn đúng không? Bữa nước còn đúng không? Xe bự lớn. Ừ. Được thấy ham lắm. Lên chịu cường câu quăng quăng quăng. Cá lớn. Giật đã tay. Mặt đều rồi nó ăn thấy ghét trời. Ngậm mà lúc sau chưa ăn. Châu kín ngậm cho vui miệng nữa gì kìa. Ừ. Lên mày nãy giờ hả con?
quán nhậu như này không không khi nào mà thấy vắng người không? Mặc phào ăn nhưng không mê mỏi trời. Tớ ly em hả? Anh em đại viên rồi. Quên một mồi à? Đã ly em rồi ơi. Ly anh hết hết tài rồi. Nó ăn ức chế thiệt không? Không lấy chì cũng chế gì trời. Đức luôn rồi, gô đức luôn rồi. Gô lo đi luôn rồi. Lâu rồi quay luôn. Quá xui rồi. Hai lần. Xui rồi Lý ơi. Xuống rồi kẹp không? Hai lần. Quá hai lần. Kéo từ từ vô, kéo từ từ vô. Từ từ á. Còn. Quá hên. Quá, xui trời. Giữa cái phao rồi kìa. Lấy cái phao lên. Mồi của mồi trùng luôn rồi gì? Mồi không đưa. Mồi quá chậm.
đù mà vừa đổi mồi. Quá kỳ hết luôn, chắc bắt luôn. Đó, lúc đứt nữa rồi phải không, đứt mọi nữa giờ rồi. Đó, lý em lên rồi. Anh thấy ghét không? Trời ơi, kỳ gì? Hết luôn. Hai con hết luôn, còn mấy con ông nói chân rồi chứ bây giờ nó của ổng mà hả? Quá trời gì đâu, trời ơi không bắt được nhỏ đâu mẹ, bắt được bự bự á, bắt được bự tổng ham cá cá bự bự, bự nó dai hơn cá ăn móng. Chuẩn bị về phải không? Hết mồi nữa rồi. Dạ. Dính gà. Có nào ông câu hết không Ly? À. Hết cá không? Có nào cho anh hết không? Nãy giờ thấy ông gịch nhiều lắm rồi đó bụng. Quá ghét rồi.